Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Trị tóc bạc sớm bằng lá ổi, chỉ sau một tuần, tóc đen nhánh tự nhiên trở lại như vừa đi nhuộm. Tóc bạc sớm là một trong những vấn đề mà rất nhiều người gặp phải. Thay vì phải mua thuốc uống hay thuốc nhuộm tóc, thì những bài thuốc dân gian trị tóc bạc được xem là biện pháp an toàn và hiệu quả. Nếu bạn đang quan tâm vấn đề này, hãy theo dõi video sau đây và lựa chọn ngay một trong hai cách trị tóc bạc sớm tại nhà hiệu quả nhất để khắc phục vấn đề trên nhé. Chúng ta sẽ đến với cách thứ nhất nhé. Cách 1. Sử dụng nước lá ổi. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách thứ nhất này là khoảng 150g lá ổi bánh tẻ, tức là loại không quá non cũng không quá già. Ở cách làm này thì chúng ta chỉ sử dụng một nguyên liệu này thôi nhé. Với 150g lá ổi thì ta có cách thực hiện như sau. Với lá ổi khi hái về thì các bạn nên rửa thật sạch đi nhé. Với lá ổi khi đã được rửa sạch này thì mình sẽ vặt nhỏ nó ra và cho vào một cái xoong sạch. Vậy là mình đã làm xong rồi đây. Tiếp theo bạn đổ vào xoong này khoảng 1,5 đến 2 lít nước sạch nhé. Chúng ta sẽ cho xoong này lên bếp đun sôi. Khi mà nồi nước đã sôi thì bạn nên đun thêm khoảng 3 phút nữa để các chất có trong lá ổi tiết hết ra nước nhé. Đây là nồi nước lá ổi của chúng ta sau khi đun xong. Mình sẽ dùng dây lọc để lọc lấy phần nước lá ổi nhé. Đây là bát nước lá ổi mà chúng ta cần cho cách trị tóc bạc tại nhà này. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cách thứ hai. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách thứ hai này là thứ nhất là một nắm lá ổi khoảng 150g. Lá ổi ở phương pháp này thì bạn cũng nên sử dụng lá ổi non hoặc là lá bánh tẻ nhé. Nguyên liệu thứ hai là dầu ô liu. Với cách trị tóc bạc này thì chúng ta sẽ sử dụng hai nguyên liệu này nhé. Các bạn thực hiện như sau. Với nắm lá ổi đã được rửa sạch này thì mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Vậy là mình đã cắt xong rồi đây. Khi mà đã cắt nhỏ xong thì mình sẽ cho nguyên liệu này vào một cái cối xay sinh tố. Mình cho vào cối này khoảng 50g nước sạch. Giờ mình sẽ mang nguyên liệu này đi xay nhuyễn nhé. Vậy là mình đã xay xong rồi đây. Đây chính là lá ổi sau khi được xay nhuyễn. Với phương pháp này thì chúng ta chỉ sử dụng phần nước cốt thôi. Bạn chuẩn bị một cái bát và một cái dây lọc để chúng ta lọc lấy nước cốt nhé.
Mình đã lọc xong rồi đây. Đây là bát nước cốt lá ổi của chúng ta. Với bát này thì mình sẽ cho dầu ô liu vào. Ở đây mình sẽ cho khoảng 3 thìa. Bạn khuấy đều tay cho hai nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau nhé. Vậy là xong rồi. Đây là bát hỗn hợp mà chúng ta cần cho các chị tóc bạc này. Cách các bạn sử dụng hai bát nước ở hai cách trên như sau. Đầu tiên bạn dùng nước ấm giúp giãn nở chân tóc, giúp hỗn hợp của chúng ta có thể thấm vào chân tóc một cách nhanh chóng. Sau khi làm ướt tóc thì bạn lấy một lượng vừa đủ hỗn hợp rồi thoa lên tóc. Sau đó bạn massage từ chân tóc cho tới ngọn tóc giúp thấm ướt hỗn hợp. Đồng thời bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng cho mái tóc và da đầu. Bạn làm như vậy giúp các chất thấm sâu vào chân tóc, giúp đen nhanh hơn và bóng mượt hơn. Bạn ủ tóc với hỗn hợp trong 1 tiếng, sau đó bạn gội sạch lại như bình thường. Mỗi tuần bạn nên gội 2 đến 3 lần bằng hỗn hợp chúng ta vừa làm. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại mái tóc đen nhánh, bóng mượt và chắc khỏe. Tình trạng tóc bạc cũng sẽ tan biến hoàn toàn. Phương pháp chữa tóc bạc sớm tại nhà có ưu điểm dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí, an toàn. Tuy nhiên, các bạn lưu ý là tùy từng cơ địa mỗi người và hiệu quả sẽ khác nhau. Để tăng cường cách trị tóc bạc sớm tại nhà phát huy tác dụng tốt nhất, các bạn nên kết hợp với chế độ dinh dưỡng, bảo vệ tóc cẩn thận mỗi ngày. Trên đây, Mẹo Sống Khỏe VTT7 đã mách cho các bạn hai cách trị tóc bạc sớm tại nhà với nguyên liệu là lá ổi. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công và sớm lấy lại mái tóc như ý các bạn nhé! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.